Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 8 tháng 1 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị, hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế nghê đỉnh tay 12 bao gồm 10 món. Và bộ sản phẩm này chúng tôi hoàn thiện cho anh khách hàng tại Mỹ Đức, Hà Nội là anh Khỏe, một khách hàng rất là quen thuộc với chúng tôi. Anh đã đặt chúng tôi bộ ghế này là bộ ghế thứ tư rồi. Thì anh có làm cho gia đình một bộ 10 món nghê đỉnh như vậy rồi, thì anh em bạn bè cũng như là hàng xóm thì là rất là ưng ý, nên là đã nhờ anh đặt thêm chúng tôi. Thì là anh đặt bộ này là bộ thứ tư rồi, thì hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong rồi và tôi sẽ quay lại video gửi đến anh Khỏe cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng. Trước mắt màn hình nhỏ quý vị là toàn cảnh bộ bàn ghế nghê đỉnh bao gồm 10 món bằng chất liệu gỗ hương đá. Đây đều là những sản phẩm hàng VIP anh đặt chúng tôi. Tôi sẽ đi chi tiết từng sản phẩm và quay chi tiết cho mọi người, cũng như là anh khách hàng ở xa thì có thể xem được chi tiết bộ sản phẩm. Đây là phần chiếc ghế nhỏ thứ nhất. Thì toàn bộ phần ghế này là anh đặt khuôn tranh dày 4 phân, ván dày 2 phân. Toàn bộ phần tay này được chạm nghê và 100% là liền khối. Chất liệu gỗ hương, phần gỗ được chọn lọc rất là đẹp. Phần vách là dày 4 phân và đục chạm thủ công hoàn toàn 100% bằng tay. Đục tứ quý, tùng trúc cũng mai hoa nở bên mùa. Đây là phần trương ghế. Trương ghế của anh là cũng làm liền khối quý vị nhé. Rất là VIP. Và không phải ai cũng có thể chơi những bộ ghế như thế này được. Tiếp theo là phần ghế thứ hai. Đây tôi sẽ quay chi tiết cận cảnh cho mọi người có thể xem được. Rất là đẹp và toàn bộ sản phẩm của chúng tôi hiện tại đang hoàn thiện là BU bóng mờ. Đường nét đục chạm thì cực kỳ là sắc nét. Hai chiếc ghế nhỏ hai bên. Toàn bộ phần yếm ghế là yếm cong và được làm sen dẹo. Đây quý vị thấy vân gỗ này, rất là đẹp, vân gỗ hương. Rất là giá trị. Tôi sẽ đi máy nhẹ nhàng để quý vị có thể xem và chiêm ngưỡng được bộ ghế này. Đây là chiếc đôn trà quý vị nhá. Tiếp theo là chiếc ghế con thứ tư. Phần trường phần tay nghê này chúng tôi làm dày 12 phân và liền một cục, chúng tôi xẻ ra và đục. Còn những bộ sản phẩm khác là chúng tôi chép đôi. Nhưng riêng bộ này là anh Khỏe đặt chúng tôi là liền khối. Rất là VIP. Hàng thì dày dặn. Quý vị nhìn thấy dáng ghế rất là đồ sộ này. Dáng ghế rất là đẹp. Dày dặn và liền khối, cũng như là đục chạm thủ công cực kỳ sắc nét. Đây tôi sẽ lưa máy tổng thể. Quý vị có thể nhìn hình dung được toàn bộ sản phẩm. Khi bộ ghế này kê vào phòng khách thì nó sẽ tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà bạn rất là nhiều. Bởi vì nét đẹp của bộ ghế này quá tuyệt vời. Tôi sẽ quay phần bàn. Phần bàn thì được đục chạm thuận buồm xuôi gió quý vị nhé. Do là hiện tại là chúng tôi đã phun BU rồi và chúng tôi để ngoài trời sáng nên nó bị lóe sáng, quý vị không thể nhìn, hơi khó nhìn một chút. Đây phía bên này là chiếc đoạn dài. Chúng tôi sử dụng chất liệu sơn BU tốt nhất để làm cho khách hàng đến những cái bộ ghế siêu phẩm như này. Thì sờ này cực kỳ là mát tay luôn. Chúng tôi làm rất là kỹ. Đây, xương ghế đoạn dài quý vị.
Vách đây, vách rất dày. Vách dày đậu 4 phân và chạm thủ công hoàn toàn bằng tay. Phần mặt ghế đây quý vị thấy vân gỗ rất là đẹp. Và liền tấm luôn, dày 2 cm. Cực kỳ chắc chắn. Tôi lại quay lại tổng thể cho quý vị có thể xem được tổng thể của bộ ghế. Thì mọi người nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816. Và cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé quý vị nhé. Video hiện tại thì chúng tôi đang quay để gần cơ sở chúng tôi. Đây đây, địa chỉ cơ sở chúng tôi có để ở biển đây. Quý vị hãy lưu lại số điện thoại này, mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp đến cơ sở chúng tôi để được tư vấn, báo giá về tất cả những sản phẩm đồ gỗ nội thất, phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ. Và đây là bộ ghế của anh Khỏe tại Mỹ Đức, Hà Nội. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 1 năm 2019. Đây là video tôi quay ở phía sân bên cạnh xưởng cơ sở chúng tôi. Còn về cơ sở chúng tôi thì ở mé bên này. Tôi có quay đây là xe của anh em thợ nha quý vị nhé. Tôi về tôi lượt qua một vòng xưởng, quý vị có thể tham khảo. Đây phía bên này là phía xưởng của chúng tôi. Thì chúng tôi có mang bộ bàn ghế sang đây để quay, bởi vì phía bên xưởng này rất là chật nên chúng tôi không thể quay hết được. Hiện tại là trước cửa là có bộ bàn ghế cũng mẫu nghê của khách hàng tại Hạ Hòa, và anh em thợ là đang trong quá trình làm mộc giấy giáp. Phía bên trong là có sập ngũ phúc gỗ cụ, có 2 chiếc sập ngũ phúc ở đây. Tại là còn rất là nhiều hàng. Toàn cảnh bên trong xưởng rất là rộng và sâu. Phía trong này là có phòng phun sơn nha quý vị nhé, khu vực phun sơn hoàn thiện sản phẩm của chúng tôi. Và hiện tại là chúng tôi đang trong quá trình phun sơn một chiếc sập thờ mai điểu gỗ hương đỏ. Chiếc này có kích thước là chân 22 và của khách hàng ở tại Yên Lập. Bên ngoài này thì đang có những sập thờ gỗ mít đấy. Đó, phía bên trong này là khu vực xưởng lắp ráp của chúng tôi. Tại là đây đang có một bộ bàn ghế nghê đỉnh cột 14 bằng chất liệu gỗ gao đỏ, thì chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện cho khách rồi. Bộ này của khách hàng ở tại xã Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Khi nào bộ ghế này hoàn thiện lên thì tôi sẽ quay lại một video review chi tiết cho quý vị xem.
Còn phía bên ngoài này, cơ sở chúng tôi rất là rộng. Phía bên ngoài này là xưởng xẻ quý vị nhé. Xưởng xẻ này, xưởng xẻ gỗ kia. Rồi, xin chào mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.